Good afternoon, my student. See you again in this video. Okay, so today I have one topic that I need to teach all of you. Okay, let's see the topic all together. Yes, so here is Unit 5, In the Morning. So in this unit, we all learn about reading. Reading, mình nói thầm mày con? Chà, mình chẳng reading, mình nói thầm ấm. Ông nàng, mình chẳng tập. Okay, so move to the next. Let's see the phrases in the reading. So in this slide, we have three phrases. So the first is read a book. So in Khmer, what is it, everyone? Can you see the picture? They are what? They are reading a book. In Khmer, what is it? In Khmer, an siêu. Siêu phẩu. Chẳng còn mờ. Okay, so now let's repeat after me, everyone. Read a book. Read a book. Very good. Let's move to the next phrase is clean his teeth. Let's see the picture. This picture is a boy is cleaning his teeth. So in Khmer, what is it? Som at mình robot quạt rồi có phía xa xa mánh cái hào thả ấy con. Chà, cứ đọc đọc mình. Clean his teeth. Okay, very good. Let's repeat after me. Clean his teeth. Clean his teeth. Very good. Let's move to the next. Uses a broom. Uses a broom. So in this picture is a boy is using a broom. What does it mean broom? Let's see this one is again and again. Chà, anh ấy cái hào tha ấm ấm bò. Chẳng mình nên có thể ấy. Prà ấm ấm bò rưu có phía xa xa mánh cái thả ấy. Bò sống sống ràm. Ok, let's move to the next is ok. Here we have three more phrases. So the first is clean his room. Again, clean his room. Repeat after me. Clean his room. What does it mean clean? Chà, clean mình đây tha sống, sống ạt. Room mình đây tha mạch cốt. Chà, bón tục. Ok, let's see in my sống ạt, bón tục robot quạt. Chẳng his ní. Mình đây tha robot quạt. Sống ạt, bón tục robot quạt. Chẳng còn mơ rụp hiệp nâng trăm trở lợt. Mình bảo nâng quạt cổng tự thở ấy. Chà, quạt cổng tái. Sắm át bằng tốp robot quạt. Ok, let's move to the next is what is it? Yes, cook breakfast. Cook breakfast. Repeat after me. Cook breakfast. Again, cook breakfast. Ok, chẳng con mơ nè, nó có nông tè nắng miên này cái khá con. Miên bánh bò, miên bông tia, miên sạch, miên ấy chẳng tầng chẳng. Anh ấy cứ chơi à hà bế bật chà. Chẳng phrase tiếng mô ní, prai thả ấy con. Chà, cứ chồng ấn à hà bế bật. Ok, how about this one? Can you see the picture? A boy and a girl. They may brother and sister. Repeat after me. Brother and sister. Brother and sister. Chẳng, in Khmer, what is it? Bong bong pro. Bong bong sray. Okay. Okay, so now let's move to the next is reading. Chẳng, nè khnong tini, con trai snap nè kru. Listen to your teacher and repeat hi. And tam nè kru khong nè. Okay, so let's see the text. So now let's start. Sophie gets up at 6 o'clock in the morning. He reads a book before going to clean his teeth. He uses a broom to clean his room. His sister cooks breakfast
for the family. He has breakfast with his brother and sister before going to school. Okay, so now let's start again. Sophie gets up at 6 o'clock in the morning. He reads a book before going to clean his teeth. He uses a broom to clean his room. His sister cooks breakfast for the family. He has breakfast with his brother and sister before going to school. Okay, very good. Chẳng còn mơ. Con chế prai át, đang thả tập bọt nâng. Kế prai thả ấy án. Tỏ, à lớ, nè cừu an mùi clear. Hơi, nè cừu prai ôi mùi clear. Chẳng còn chăm sạp tặng ọc nè nà. Sophie gets up at 6 o'clock in the morning. Sophie grab bì kê nè mong bà mùi nè bè prực. He reads a book before going to clean his teeth. Quát an siêu phở môn nâng tứ đốt thơm mình rưu có xâm ạ thơm mình bọc quát. He uses a broom to clean his room. Quát pra ông bó rưu có dốt ông bó tự bó xâm ạ bánh tốp rồi bọc quát. His sister cooks breakfast for the family. Bông bó ôn sơi rồi bọc quát. Chôm ăn hà bê prực xâm rạp cổ xá. He has breakfast with his brother. Quát nhằm à hà bê prực chì mùi nâng bông bôn bro rô bọ quát and sister before going to school. Hai nâng chì mùi bôn sấy rô bọ quát môn nâng tớ xá xà là. Tỏ, tôn này con. Dạ. Tỏ, à lỡ. Let's move to the next is, what is it? Ask and answer the question. Chúng ta lại nít cái áo dưỡng xuống hai nâng chlai xóm, xóm nùa. Chúng ta còn mở, nơi tí nít này cửa mình, example, mình chỉ ở tia hoa ở con. Tỏ, alo, we read the example all together. When does Sophie get up? Khi xuống thà, ta Sophie, Sophie nè, cậu bị kênh nở bề nà. Tỏ, alo, dương mở mở, cậu bị kênh nở bề nà. He gets up at 6 o'clock. Quát, cậu bị kênh nở mong prám, prám mùi. Ok, very good. Chân nè cừu trong vật hàm tịch. Con mơ mở bởi dục bì nâng khó khăn em mấy con. Mình con mình bạch mơ chia ạ xô của bạn này. Con mơ tờ lơ ra nhà. Chân con mơ mở. Bởi dục xâm nua nè, miên sở nhà kê con. Chà, sở nhà kê, sở nhà xùa. Kê hào thá, question mark. Chà, xâm nua, xâm tức, chà châm lói nè. Kê bởi chọc đôi sở nhà kê. Sở nhà, chọc. Nơi phía xa khám ái. Kê ách hào thá chia sở nhà khăn. Hay in English, we call period. Question mark. Period. This one we call question mark and period. Chẳng sentence question and with question mark and the answer is and with period. Okay, very good. Let's see what is it. This is all the question. So I read all the question for you. First is, what does he do after getting up? What does he do after getting up? Mình này thầm ấy. Khi xua tha, ta quát ban thơ ấy, rồi có quát thơ ở vầy. Bà tỏ bì quát, grau bì kênh. Nhưng chàng bà tỏ bì quát, grau bì kênh hay quát thơ kê cốn. Chăm tầm mơ nó không ạ tập bọt nè. Ok. The next. What does he use to clean his room? Again. What does he use to clean his room? Ta quạt vô ở bây. Rư có pra ở bây. Làm bấy. Xâm ạt bắn tục rồi bỏ quạt. Chắc nó không mê riêng dân miên nè. Ok. Let's move to the next. Who cook breakfast for the family? Who cook
breakfast for the family. Ta, nona, chom anaha be prak samrap krua, krusa. Fourth, when does Sophie go to school? When does Sophie go to school? Ki su tha, ta Sophie tơ sala rin nơ pel, pel na rư ko, pel na Sophie tơ sala, sala rin. Chúng sẽ tải nơi trong ảnh tập bọt đại nạc rưu bàn trai ông bánh mình. Chúng, xong nô ní nạc rưu nâng đạc nơi trong worksheet hai con bây để thua xong nô con trớ từ mơ nơi trong video ní mà đồng tiền nạc con à. Ok, so now time flies to the end. Goodbye my student. See you in the next video. Goodbye.